Nhiều ông cứ hỏi Thiếu Lâm build như nào, chơi như nào nha, thì đây cũng có thể là một ví dụ để tham khảo nhé. Tất nhiên nó tùy từng phân khúc, nhưng mà đây là ông tham khảo này. Đấy. Nhiều ông cứ bảo là úp ngoại công hay không ý, thực ra là làm gì có chỗ mà úp. Cái viên đầu tiên ấy thì chúng ta à, cho nên nói như này, mình sắp xếp từng ngữ một chút để các bạn dễ hiểu này. Một món đồ chúng ta chỉ có bốn chỗ để chúng ta úp ngọc. Hai viên thuộc tính là chúng ta phải giữ để làm gì, để cho nó có đam, đúng chưa ạ? Một cái viên ấy chúng ta mà muốn đánh không xịt ấy, thì chúng ta phải úp rào kháng để cho nó không xịt. Và một cái viên nữa ấy, chúng ta muốn có đam khi để tránh cái trường hợp mà thằng kia nó kháng ấy, thì phải úp rào kháng. Nhưng ngoại công nội công đập vào đâu nữa, đúng không? Đây này, bốn giờ lót hết rồi thì đấy, đây này, úp vào đâu nữa đâu. Đúng không? Đấy. Còn đồ thủ thì sao? Đồ thủ thì nếu như các bạn chơi tanh ấy, thì mình vẫn nói rồi đấy, đó là các bạn đóng hết hai slot khá, thế là xong. Thì này chuyên đánh mát thôi. Chứ còn ông vác cái đồ này vào rồi đánh nhau một thằng gì đấy nó đi kháng, à, giảm kháng của nó chẳng vượt được ông ấy, thì đánh đấm cái gì, đúng không? Thế chúng ta phải phân tách ra một set kháng, vì chúng ta gọi là đập full kháng vào ấy. Thì thường thường chúng ta làm cái set này sẽ bị cam mát. Còn cái set mà kháng không quá 6 viên hoặc là không kháng thuộc tính chính ấy, thì chúng ta để đánh lôi đài để làm gì cho nó phép play, đúng không? Ok, thằng này còn chưa Long Văn chưa phút này, thì đây là một ví dụ thôi nha anh em, nó tùy. Nếu mà các bạn muốn biết chi tiết ý, thì các bạn nên sử dụng vụ xào áp thì nó mới dễ được.